này thì mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ những dòng máy hàng nghị tử liên tục của nhà Yamafuji để cho các bạn có thể lựa chọn được dòng máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Trước khi đi vào chi tiết thì các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu về thương hiệu Yamafuji để biết được thương hiệu này đến từ đâu và chuyên sản xuất những dòng máy gì nhé. Yamafuji là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, chuyên sản xuất những dòng máy đóng gói cực kỳ cao cấp và chất lượng, đạt tiêu chuẩn CE. Những dòng máy của nhà Yamafuji thì đều được quý khách hàng gần xa tin tưởng lựa chọn. Thời gian gần đây thì Yamafuji đã sản xuất cực kỳ đa dạng với các ngành như là các dòng máy, máy hàn miệng túi, máy hút chân không, máy rút màng co. Trong đó thì máy hàn miệng túi liên tục đến từ nhà Yamafuji đang là dòng sản phẩm cực kỳ bán chạy trên thị trường Việt Nam bởi dòng máy đã đáp ứng đầy đủ những nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Đằng sau tới đây đang là 6 model máy hàn miệng túi liên tục mới nhất đến từ nhà Yamafuji. 6 model máy hàn miệng túi liên tục đến từ nhà Yamafuji đang có mặt tại đây thì đều là những dòng máy thế hệ mới được nâng cấp toàn bộ, khác biệt so với những dòng máy đang có trên thị trường. Tất cả những dòng máy thì đều đạt tiêu chuẩn CE để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Những dòng máy hàn miệng túi liên tục đến từ nhà Yamafuji đều có những điểm vượt trội như sau. Đó chính là hệ thống bánh răng 100% bằng chất liệu thép. Bởi vậy mà để giúp cho máy có thể hoạt động bền bỉ liên tục trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Nút tắt khẩn cấp, đồng hồ điện tử để có thể dễ dàng sử dụng và quan sát. Motor dây đồng nguyên chất. Chính vì lý do đó mà công suất của máy hàn miệng túi liên tục đến từ nhà Yamafuji cực kỳ lớn, vượt trội. Toàn bộ những linh kiện đều là điện tử cao cấp. Vừa nãy thì mình đã nói về những điểm vượt trội của dòng máy hàn miệng túi liên tục đến từ nhà Yamafuji. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu về chi tiết. Hiện tại 6 model máy hàn miệng túi liên tục đang có trên bàn đây thì có thể chia ra làm hai loại. Một loại là vỏ inox và một loại là vỏ sơn. Về những dòng máy hàn miệng túi liên tục vỏ sơn của nhà Yamafuji, hiện tại trên bàn đây sẽ có 4 model. Đầu tiên là về dòng máy hàn miệng túi SDD-1000LWP. Dòng máy được làm từ chất liệu là vỏ sơn và có cả chức năng in đếp. Tiếp đến là máy hàn miệng túi Yamafuji FD750WP. Đây, dòng máy cũng được sơn một lớp sơn tĩnh điện ở bên ngoài, vô cùng sáng bóng, đẹp mắt và có khả năng chống rỉ sét cao. Dòng máy này thì chỉ có chức năng hàn miệng túi thôi, không có chức năng in đếp bằng mực như dòng máy 1000LWP. Và thêm một dòng máy nữa cũng được sơn một lớp sơn tĩnh điện ở bên ngoài, đó chính là dòng máy FDD-1000WP. Và dòng máy này cũng có cả chức năng in đếp bằng mực. Sáng và sắc nét nhé. Cuối cùng là dòng máy Yamafuji FL900W mà tôi vừa mới review trong video trước. Dòng máy này thì không có chức năng in đếp bằng mực.
Và bây giờ là đến những dòng máy hàn miệng túi liên tục được làm từ chất liệu là vỏ inox. Về dòng máy hàn miệng túi được làm từ chất liệu là vỏ inox thì sẽ có hai model, đó chính là FR750W. Dòng máy này thì chỉ có chức năng hàn miệng túi thôi. Còn dòng máy FDD1000W, đây, vỏ inox cực kỳ sáng bóng và dòng máy này thì có cả chức năng in nét bằng mực. Nếu như các bạn chỉ có nhu cầu là hàn miệng túi và với mức giá là bình dân thì các bạn có thể tham khảo một số model như là FR900WB, FR750WB. Cả hai dòng máy thì đều có chức năng là hàn miệng túi liên tục cực kỳ nhanh, hiệu quả hàn túi kín. Còn nếu như các bạn muốn chọn mua một dòng máy hàn miệng túi liên tục mà còn có cả tiếp hợp cả chức năng in đét và vỏ inox thì các bạn có thể tham khảo một số model như là FDD1000WB. Với nhu cầu sử dụng mà chuyên đóng gói những túi nước hoặc túi dài thì chắc chắn các bạn không thể bỏ qua được dòng máy Yamafuji FDD1000LWB. Sau khi nghe tôi giới thiệu về 6 model máy hàn miệng túi mới nhất từ nhà Yamafuji thì các bạn thấy một trong những dòng máy nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, hãy liên hệ ngay với siêu thị Hải Minh, nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Yamafuji tại Việt Nam. Đặc biệt là khi mua những dòng máy đến từ nhà Yamafuji thì các bạn sẽ được hưởng những chính sách vô cùng hấp dẫn, đó chính là một đổi một trong vòng 3 đến 5 ngày nếu như phát hiện ra sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời. Trong quá trình bảo hành sẽ được hỗ trợ mượn máy để không làm gián đoạn đến công việc. Và đặc biệt là cung cấp toàn bộ những phụ kiện chính hãng để thay thế. Có đến 8 trung tâm bảo hành, giải từ Bắc vào Nam để có thể hỗ trợ và phục vụ các bạn một cách tận tình và chu đáo nhất. Vậy là trong video này thì em đã giới thiệu về toàn bộ những dòng máy hàn miệng túi liên tục đến từ nhà Yamafuji rồi. Nếu các bác thấy có ích thì hãy cho em một like và một subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.